Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây chiều của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho quý vị các thông tin đáng nghe và đáng xem. Và ngay sau đây là những nội dung chính của chương trình hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực giảm phát thải từ hoạt động giao thông. Chặt chẽ trong vườn nhà phát hiện được cặp cu ly quý hiếm. Quay được mực khổng lồ dài 2 mét dưới biển sâu. Thưa quý vị, lễ hội Làng Sen năm 2024 sẽ bế mạc tối nay tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An với chương trình nghệ thuật đặc biệt từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình bế mạc do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trực tiếp lễ bế mạc lễ hội trên kênh HTV1 vào lúc 20 giờ tối nay. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Tháng năm nhớ Bác, Hội làng bên sông Lam và Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hàng trăm văn nghệ sĩ, nhóm múa của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An. Ngoài các tiết mục kể về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện niềm kính yêu với Bác, chương trình còn lồng ghép nhiều tiết mục đặc sắc về văn hóa, lễ hội, con người của Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh, mối quan hệ hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực giữa hai địa phương. Chúng tôi cũng mang đến cho tỉnh Nghệ An một chương trình đậm đà bản sắc của phương Nam của Thành phố Hồ Chí Minh, đó là giới thiệu nghệ thuật truyền thống hát bội, giới thiệu múa bóng rổi, đờn ca tài tử cùng với những di sản văn hóa phi vật thể của Nghệ An như là ví dặm và các loại hình văn hóa dân gian khác, mong muốn làm nên một cái đêm nghệ thuật nhiều những cái sự đa dạng văn hóa nhưng cũng hết sức sâu sắc và ý nghĩa. Thưa quý vị, chương trình nghệ thuật đặc biệt bế mạc lễ hội Làng Sen năm 2024 với chủ đề Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ hôm nay và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời quý vị cùng đón theo dõi. Sáng 19 tháng 5, hơn 5.500 phụ nữ trong toàn tỉnh Đồng Tháp đã tham gia diễu hành với bộ áo dài có in thêu hoa sen tại thành phố Cao Lãnh. Cuộc diễu hành có chủ đề áo dài rạng ngời sắc sen do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp tổ chức nhằm tôn vinh người phụ nữ và chiếc áo dài Việt Nam, quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp là vùng đất sen hồng. Chiều dài đoạn đường diễu hành trên 3 km, xuất phát từ khu di tích mộ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc tại phường 4 thành phố Cao Lãnh, di chuyển theo tuyến quốc lộ về lại khu đền thờ ông bà Đỗ Công Tường ở phường 2. Điểm đặc sắc của lễ diễu hành là tất cả chị em phụ nữ tham gia diễu hành đều mặc áo dài có họa tiết hoa sen. Riêng chị em phụ nữ là nghề dệt choàng Long Khánh, huyện Hồng Ngự, mặc áo dài khăn choàng cách điệu hoa sen. Giao thông vận tải là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự gia tăng ô nhiễm ở các đô thị, gây nên 70% tổng lượng bụi và khí thải vào môi trường không khí. Trong đó, riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, lượng xe máy đã tham gia lưu thông lên đến con số hơn 7,8 triệu, chiếm khoảng 90% tổng số phương tiện. Định hướng chuyển đổi nhanh nhằm giảm phát thải ra môi trường, sử dụng xe máy điện chính là một trong những lời giải trước mắt. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai mạnh chương trình cho vay vốn hỗ trợ chuyển đổi sang xe máy điện và đối tượng tham gia chuyển đổi đầu tiên chính là hàng trăm ngàn tài xế xe công nghệ đang hoạt động bằng phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống. Hỗ trợ cung cấp vốn vay ưu đãi cho cá nhân mua sắm xe máy điện là chương trình được Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp BSSC, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HIDS và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP thí điểm cách đây 2 tháng. Đến nay, hơn 3 tỷ đồng đã được giải ngân. Tính ra đó, so với cái xe mà tôi chạy xăng á, cái tiền tôi trả mỗi tháng này chỉ bằng hoặc thậm chí có khi còn ít hơn là cái tiền mà tôi đổ xăng với lại bảo dưỡng xe trước đây. Cái thứ hai nữa là tôi cảm thấy là cái xe này ấy, chạy nó dễ chịu hơn là cái xe cũ, tại vì nó không có hư vặt. Sau khi mà kết thúc cái giai đoạn thí nghiệm thì điểm ngày hôm nay chúng tôi sẽ có những cái báo cáo, những cái đánh giá về các cái thành công tích cực. Chúng tôi cũng mong muốn là có những cái feedback, có những cái phản hồi để từ đó chúng tôi có thể hỗ trợ hoặc là chúng tôi có thể cải thiện. Hiệu quả từ chương trình thí điểm sẽ là cơ sở để các đơn vị tiếp tục tìm kiếm, mở rộng nguồn vốn vay cũng như kêu gọi đối tác xe điện tham gia đồng hành chuyển đổi giao thông xanh tại thành phố lớn nhất cả nước. Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa tiếp nhận đưa về cứu hộ một cặp cu ly nhỏ do người dân tự nguyện giao. Chị Nguyễn Thị Thúy Nga ở phường 28 quận Bình Thạnh cho biết ngày 18 tháng 5 trong lúc chị chặt tre trong vườn nhà thì thấy có hai con vật không rõ con gì đang đu trên cây tre ngã xuống. Lúc này chị Nga bắt hai con vật trên lại và cho vào chuồng. Qua tìm hiểu chị Nga biết được đây là động vật quý hiếm nên báo cho công an phường. Chị Nga chia sẻ chị không biết hai con vật trên từ đâu đến bụi tre tại vườn nhà.
chị giao hai con vật trên cho lực lượng chức năng với mong muốn hai con vật trên được thả về tự nhiên. Theo Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh, đây là hai con cu ly nhỏ, tên khoa học là Nycticebus pygmaeus, thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Cặp cu ly trên gồm một con giới tính đực và một con giới tính cái, mỗi con nặng khoảng 0,3 kg. Trước đó, ngày 17 tháng 5, Chi cục Kiểm lâm cũng đã tiếp nhận đưa về cứu hộ một con cu ly nhỏ nặng khoảng 0,3 kg do một người dân ở thành phố Thủ Đức tự nguyện giao. Vào mỗi buổi sáng, làng chài Tân Thành ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa lại nhộn nhịp cảnh người dân chuyển hàng hóa, vật dụng, thức ăn nuôi thủy sản bằng cáp treo từ bờ ra khu neo đậu tàu thuyền. Và cáp treo này do chính người dân tại đây chế tạo. Người dân ở đây cho biết họ nuôi thủy sản lồng bè trên vịnh Nha Trang. Hàng ngày đều phải vận chuyển thức ăn, tôm, cá, trang thiết bị, tư trang từ trong đất liền ra biển và ngược lại. Tàu thuyền không thể vào sát bờ được nên việc vận chuyển xuống tàu rất khó khăn. Những lúc sóng to gió lớn hay mưa bão càng không thể chuyển hàng được. Vì vậy họ tự chế tạo cáp treo dài hàng trăm mét có gắn động cơ. Tất cả vật dụng thức ăn nuôi thủy sản lồng bè, kể cả người, cho vào chiếc lồng sắt rồi luân chuyển từ bờ ra tàu và ngược lại rất nhanh chóng. Cáp treo tự chế này cũng tạo sự tò mò thích thú cho du khách mỗi khi đi ngang qua. Thưa quý vị, cảnh sát Pháp đang truy lùng những tên cướp có vũ trang. Nhóm này tấn công một cửa hàng trang sức tại một trong những con phố sang trọng nhất ở thủ đô Paris trong ngày 18 tháng 5. Theo truyền thông địa phương, mục tiêu của vụ cướp là cửa hàng Harry Winston với biệt danh cửa hàng chuyên về trang sức cho các ngôi sao. Cảnh sát Paris cho biết những tên cướp mặc đồ đen đã đi vào cửa hàng, sau đó đã tẩu thoát trên hai chiếc xe máy. Chúng nổ súng bên ngoài cửa hàng nhưng không có thương vong. Cảnh sát đã phong tỏa cửa hàng để tiến hành công tác điều tra. Văn phòng công tố Paris giám sát cuộc điều tra cho biết địa điểm xảy ra vụ cướp là đại lộ Montaigne nổi tiếng. Cửa hàng Harry Winston nằm trên con phố này và thường chỉ mở cửa theo lịch hẹn trước. Cả cảnh sát và văn phòng công tố đều không cho biết liệu bọn cướp có kịp lấy đi đồ trang sức hay không và nếu có thì trị giá bao nhiêu. Đây không phải là lần đầu tiên cửa hàng trang sức hạng sang này bị cướp. Năm 2008, ba người đàn ông giả làm phụ nữ cướp đi số trang sức trị giá khoảng 92 triệu đô la Mỹ từ cửa hàng này. Từ lâu, các đầm phá của Albania là nơi cư trú của các quần thể chim trong mùa di trú. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo số lượng chim di trú theo mùa tại đây đang sụt giảm do đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Đầm Vain nằm ở phía bắc Albania, từng là thiên đường đón những người yêu thích quan sát chim di trú. Khoảng 196 loài đã được ghi nhận đang sinh sống tại khu vực này. Khu vực này rất yên tĩnh và quang cảnh rất đẹp, cơ sở hạ tầng tốt. Tôi có thể đạp xe ở đây hay lái xe ô tô tại đây, hoặc có thể cắm trại ở khu vực này. Theo Hiệp hội Điểu học Albany, năm 2018, họ đếm được khoảng 22.000 con chim đến nơi này, nhưng con số đó chỉ còn 10.400 con vào năm nay. Chúng tôi tin rằng mối đe dọa trong những năm vừa qua và hơn thế nữa sau năm 1990 là quá trình đô thị hóa ngày càng tăng. Điều này đã ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác như làm xáo trộn, ô nhiễm môi trường tự nhiên và săn bắn trái phép. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân thứ hai tác động đến số lượng của các loài chim di trú. Khí hậu nóng dần lên, các loài chim không cần phải di chuyển xa để tìm kiếm nguồn thức ăn vào mùa đông. Hiện tổ chức này cùng với các chuyên gia Albania đang kêu gọi chính phủ kiểm soát và cân nhắc các dự án du lịch ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Ngày 18 tháng 5, các nhà khoa học từ Đại học West Australia và tổ chức Kelpie Geosciences của Anh vừa công bố video hiếm hoi ghi lại hình ảnh con mực khổng lồ sống ở vùng nước biển sâu tại Nam Thái Bình Dương. Ngoài xúc tu, loài mực biển sâu còn có những móc câu bên trong xúc tu để tóm lấy con mồi. Tuy nhiên, điều thú vị còn ở hiện tượng phát ra ánh sáng của nó. Trong đoạn video, con mực có tên Dana này đã quấn xúc tu quanh chiếc máy ảnh bởi vì tưởng nhầm là con mồi. Theo các chuyên gia, mực Dana có kích thước dài đến 2 mét. Video được quay ở độ sâu khoảng 1.000 mét dưới bề mặt nước biển, nơi không hề có ánh sáng. Khi đến gần con mồi, ở hai đầu xúc tu của con mực sẽ phát ra tia sáng rực rỡ để làm con mồi giật mình. Nhà khoa học Heather Stewart đã ví những ánh sáng này như đèn pha, do loài mực này thường sử dụng ánh sáng làm choáng váng con mồi và sau đó lao vào nuốt chửng. Những đèn pha ở hai đầu của loài mực được gọi là tế bào phát quang sinh học. Tại đây, các protein đặc trưng sẽ phản ứng với oxy để phát ra ánh sáng.
các chuyên gia đã thả dàn camera chìm trong nước với tốc độ gần 60 mét một phút khi con mực tấn công. Điều này cho thấy con mực di chuyển rất nhanh để tiếp cận con mồi. Cuộc thi vô địch món nướng BBQ Thế giới 2024 vừa diễn ra tại bang Tennessee của Mỹ. Hàng trăm thí sinh đã tham gia tranh tài xem ai là người có món nướng ngon nhất. Những hộp kim loại tròn chất cao từ sàn lên đến trần trong một căn phòng được kiểm soát độ ẩm. Đây là kho báu mà nhiều chuyên gia đang gắng sức bảo tồn. Hàng triệu cuộn phim tạo nên ký ức quý giá và mong manh của Hollywood. Không chỉ là phim điện ảnh, đây còn là những cuộn phim quay các chương trình truyền hình, tài liệu và thậm chí cả video ca nhạc. Trái ngược với vẻ hào nhoáng thường thấy của ngành điện ảnh, có những con người cầm cùi làm việc trong bóng tối. Họ gìn giữ hàng km chiều dài bản phim gốc của những kiệt tác màn ảnh rộng nước Mỹ. Phim sẽ xuống cấp theo thời gian, nếu chúng không được bảo quản ở nhiệt độ và độ ẩm phù hợp, chúng sẽ bị hỏng. Việc bảo quản đúng cách sẽ đảm bảo tuổi thọ của phim, duy trì bản gốc dùng để tạo ra các bản sao và bản sao kỹ thuật số. Vào thời kỳ đầu của ngành nghệ thuật thứ bảy, người ta dùng phim nitrat, một chất liệu vô cùng dễ cháy và đã gây nên không biết bao nhiêu vụ bảo quản. Thế nên yêu cầu đầu tiên để bảo quản và cất giữ loại phim này là chống lửa. Sau này khi phim acetate xuất hiện, nỗi sợ hãi lớn nhất trong khâu bảo quản lại là hiện tượng gọi là hội chứng giấm, một hiện tượng khử polymer tự phát làm hỏng phim. Hiện phim cũ vẫn có thể kiếm ra tiền và việc bảo tồn chúng còn có ý nghĩa về di sản của ngành nghệ thuật thứ bảy. Ở phần an ninh trật tự, điều tra nghi phạm giả danh cảnh sát hình sự chặn xe để cưỡng đoạt tiền. Và cháy khu công ty sản xuất giày dép khu công nghiệp Sông Mây, Trảng Bom. Sáng nay, các lực lượng chức năng tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục tổ chức công tác tìm kiếm một nạn nhân còn mất tích trong vụ đuối nước xảy ra vào chiều hôm qua. Vụ việc đã khiến hai nạn nhân tử vong và một người mất tích. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 18 tháng 5 tại khu vực bãi tắm cuối đường Hồ Xuân Hương. Vào thời điểm trên, có một nhóm thanh thiếu niên tắm biển bị nước cuốn ra ngoài. Dù đã được các lực lượng cứu hộ và người dân xung quanh ứng cứu đưa lên bờ 8 nạn nhân, nhưng trong đó có hai nạn nhân đã tử vong. Vẫn còn một nạn nhân mất tích. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm người này. Theo ban quản lý bán đảo Sơn Trà, thời điểm trên nhóm thanh thiếu niên bị nạn đã tắm ngoài khu vực an toàn. Dù được lực lượng cứu hộ nhắc nhở đây là khu vực cấm, nhưng nhóm người này vẫn tắm dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân du khách khi tắm biển tại các bãi biển cần lưu ý các bản báo khu vực nguy hiểm, thời gian tắm biển vì du khách thường không nắm được thời tiết và dòng chảy khu vực nên sẽ nguy hiểm tính mạng nếu tắm ở các khu vực treo bảng cấm trên. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nghi phạm Nguyễn Khoa Minh, 19 tuổi về hành vi giả làm cảnh sát hình sự rồi chiếm đoạt tiền của người dân. Ngày 18 tháng 5, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt tạm giam người này về tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó ngày 4 tháng 5, Công an thành phố Thủ Đức phát hiện đám đông tụ tập tại giao lộ đường số 7, số 8 thuộc phường An Lợi Đông. Lực lượng chức năng đưa Nguyễn Khoa Minh và một số người có liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Khoa Minh khai nhận đã rủ K, 17 tuổi, ngụ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, đóng giả cảnh sát hình sự. Cả hai đến khu đô thị Sala để chặn kiểm tra xe không có kính chiếu hậu, người điều khiển xe không đội nón bảo hiểm để cưỡng đoạt tiền của người điều khiển xe. Khi đi, Minh mặc áo khoác có in logo công an nhân dân và mang theo còng số 8 nhằm mục đích gây lầm tưởng Minh là cán bộ công an. Trước khi bị tổ tuần tra của công an thành phố Thủ Đức phát hiện, Minh và Ca đã thực hiện việc giả làm cảnh sát hình sự và chặn 3 xe. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý. Trưa nay, nhà xưởng của công ty sản xuất giày dép tại khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 15 ngày 19 tháng 5, một số người dân và nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn XRI chuyên sản xuất giày dép bằng cao su tại xã Hồ Nai Ba, huyện Trảng Bom phát hiện khói bốc lên từ nhà xưởng của công ty. Ngay lập tức, nhân viên đã tự kéo vòi nước khống chế ngọn lửa và gọi báo cho lực lượng chức năng. Do bên trong nhà xưởng có nhiều thùng hóa chất và nguyên vật liệu từ nhựa, cao su, nên cột khói đen đặc, cao hàng chục mét. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an huyện Trảng Bom đã huy động người và phương tiện đến hiện trường dập lửa. Lực lượng chữa cháy tổ chức nhiều hướng để phun nước làm mát và khống chế ngọn lửa. Khoảng 13 giờ 45 cùng ngày, vụ cháy đã được dập tắt.
cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại. Ngày 19 tháng 5, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú đang tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong nghi do rơi từ trên cây cao xuống đất. Nạn nhân là ông Vũ Tiến Ngọc, 52 tuổi, ngụ ấp Minh Tân, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 18 tháng 5, ông Ngọc dùng thang để chặt nhánh cây xanh phía sau nhà. Đến khoảng 18 giờ tối cùng ngày, người nhà ông Ngọc nghe tiếng động lớn nên gọi ông Ngọc nhưng không thấy trả lời. Khoảng 2 tiếng sau, mọi người vẫn không thấy ông Ngọc xuống nên chạy ra phía sau tìm thì phát hiện ông Ngọc đang nằm bất động dưới đất, gần gốc cây, nghi rơi từ trên cây xuống. Nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông Ngọc đã tử vong. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Sử dụng kích điện để đánh bắt thủy hải sản không những gây thiệt hại đến nguồn thủy sản mà còn gây tử vong trong một số trường hợp do bất cẩn khi sử dụng kích điện. Mới đây, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện một cơ sở sửa chữa và lắp ráp các công cụ kích điện ở huyện Châu Thành. Công an xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa mời làm việc ông Từ Thành Tân, sinh năm 1976, ngụ xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi tàn trữ, mua bán công cụ kích điện. Trước đó, tổ công tác kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Tân phát hiện ông đang lắp ráp các công cụ kích điện. Kiểm tra trong cơ sở của ông, lực lượng công an thu giữ 37 công cụ kích điện. Qua làm việc, ông Tân khai nhận số tang vật trên khách gửi sửa, đồng thời mua công cụ về lắp ráp để bán. Công an xã Tân Bình đã tiến hành lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự một nhóm gồm 5 đối tượng để mở rộng điều tra đường dây lừa đảo qua mạng với chiêu thức làm giả trang đánh bạc qua mạng để chiếm đoạt tiền của người chơi. Qua quá trình điều tra thu thập chứng cứ, công an xác định Dương Văn Tịnh, Trần Mỹ Phú An, Bùi Ngọc Hậu, Lý Huỳnh Huy, Trương Thái Huy, tuổi từ 18 đến 31, từng tham gia các tổ chức lừa đảo qua mạng có cơ sở ở Lào, Campuchia, Philippines. Sau một thời gian, cả nhóm về thành phố Đà Nẵng để tổ chức hoạt động lừa đảo. Tịnh cầm đầu tổ chức hoạt động, còn việc lừa đảo qua mạng do 4 đàn em trực tiếp thực hiện. Ngày 16 tháng 5, tổ công tác đột kích căn nhà thuê của nhóm này, tạm giữ nhiều vật chứng gồm 6 bộ máy vi tính, 2 xe máy, 8 điện thoại di động liên quan đến hành vi phạm tội. Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận thủ đoạn lừa đảo là lập website đánh bạc với tên miền và giao diện mạo danh các trang web đánh bạc có tiếng. Nhóm này đưa ra ưu đãi như tặng thêm tiền để người chơi nạp tiền sát phạt, sau đó rút tiền chiếm đoạt của người chơi. Chỉ mới hoạt động vài ngày, nhưng nhóm đã lừa đảo 300 người chơi, chiếm đoạt 500 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Trước vòng 5 bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Ấn Độ, phiến quân đã nổ súng tấn công 2 lần vào các điểm vận động bầu cử ở vùng Kashmir thuộc Ấn Độ trong ngày 18 tháng 5. Cảnh sát Kashmir đã phong tỏa khu vực xảy ra vụ tấn công, đồng thời cho biết cặp vợ chồng đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Hiện nay, tình trạng của hai du khách được cho là đã ổn định. Trước đó vào tối ngày 18 tháng 5, Ajaz Ahmad Sheikh, một cựu thành viên của BGP, đã bị nhiều tay súng chưa rõ danh tính bắn ở làng Hirpora thuộc quận Shopian, phía nam Kashmir. Các nguồn tin cho biết Sheikh bị thương nặng ở bụng và đầu nên không thể qua khỏi. Sau vụ việc, một đội gồm cảnh sát và quân đội đã tiến hành một chiến dịch tại làng Hirpora. Chiến dịch này kéo dài đến tận đêm khuya nhưng cho đến nay vẫn chưa bắt giữ được nghi can nào. Ngoài ra, các tay súng bắn cặp vợ chồng du khách bị thương nghi ngờ là phiến quân ở làng Yana, quận Anantnag, phía nam Kashmir. Các vụ nổ súng này diễn ra một tuần trước vòng bỏ phiếu thứ 5 tại Kashmir, làm dấy lên lo ngại về bạo lực bùng phát tại địa phương này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị buổi tối ấm áp bên người thân và gia đình. Và đừng quên đón xem chương trình 60 giây sáng mai với những thông tin cập nhật. Xin tạm biệt quý vị.